lặng lẽ đi về sớm chưa? Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua em đêm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có thấy bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Tại trường Hải Dương này trong một cái thời điểm lịch sử khá đặc biệt,
là đất nước thì chiến tranh lâu dài vừa mới bị thống nhất, vừa mới được thống nhất đất nước và vừa mới được giải phóng. Tất cả dân tộc Việt Nam ở lúc bây giờ khó khăn muôn vàn, thiếu thốn đủ thứ, thực thế lúc bây giờ nói cho chính xác là rất đói kém. Nhân dân giả Hải Dương, phụ huynh học sinh giả Hải Dương, tất cả các thầy cô giáo giả Hải Dương cùng phúc ngoài nghề cũng vô cùng khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, kể cả vật chất và tình cảm, nhất là các thầy cô giáo lúc bây giờ là không những là thiếu về cơ sở vật chất mà thiếu cả tấm gương mà nhà. Nhưng các thầy cô giáo vẫn vui vẻ, yêu đời, lạc quan, dành tất cả tình thương cho là học sinh. Cho nên là kể cả giáo viên, học sinh và kể cả nhà trường đã đạt những thành tích là dạy học rất là tốt. Nhưng thưa quý vị, một mình là học sinh, nhà trường và giáo viên và phấn đấu vẫn chưa đủ để hoàn thành việc dạy học của ngành. Mà nếu không có sự quan tâm của ủy ban đảng ủy lúc bây giờ, không có sự thương yêu giúp đỡ tận tình của nhân dân, của phụ huynh và của học sinh thì cũng làm nên là cơm trăm. Mà lúc bây giờ là nhà trường Hải Dương cũng là trong hoàn cảnh khó khăn đấy vẫn đạt được những thành tích là khá tốt, và có những là mảng là xuất sắc được. Lúc bây giờ là có là trong giải kỳ thi là học sinh giỏi cấp quốc gia thì có một em Nguyễn Văn Dương là đạt học sinh giỏi văn toàn quốc, xếp được giải xếp giải nhì nhưng mà xếp thứ nhất, vì trong lúc bây giờ là toàn quốc không có một em đạt có thể nhất cả, cho nên là em đạt giải nhì nhưng được xếp thứ nhất. Đó là niềm tự hào thành tích của cá nhân Hải Dương, của gia đình Hải Dương, của nhân dân của trường Hải Dương và của nhân dân xã Dương. Không những thế, cái thành tích đó còn thuộc cả là ngành giáo dục tiểu học nữa, bởi vì là tiểu học lúc bây giờ không cùng độc nhất vô nhị, không chỉ có một em Nguyễn Văn Dương là đạt giải nhì rồi, cấp quốc gia là giải nhì xếp thứ nhất vẫn còn. Kính thưa quý vị, trong những tháng năm tháng là thầy và trò chúng tôi là giảng dạy ở trường Hải Dương này, tình cảm sâu sắc đối với học sinh, tình nghĩa sâu nặng đối với nhân dân địa phương, các thầy các cô cùng không muốn bao giờ là muốn chia tay Hải Dương, mà thầy nào thầy cô nào cũng dạy lâu dài được Hải Dương. Nhưng mà do cái điều kiện công tác và do sự phân công tổ chức, các thầy các cô lần lượt phải tuyên truyền và tung về khắp miền đất nước để giảng dạy. Hôm nay là nhờ các thầy cô giáo ngày xưa còn rất trẻ như thế thì nay đầu là tóc là điện mà cả về nghỉ hưu lâu ngày và là cả về nghỉ hưu lâu ngày. Nhưng mà các thầy cô giáo bao giờ muốn một lần nghỉ về trường Hải Dương, những năm tháng giảng dạy trường Hải Dương thì bao kỷ niệm đó lại ùa về trong tâm trí, mong muốn một điều sẽ trở về trường Hải Dương để thăm được một lần được thăm trường Hải Dương, thăm nhân dân Hải Dương và thăm học sinh Hải Dương. Qua những câu chuyện kể, qua những cái công việc và qua quá trình nắm bắt được thì tôi cũng phần nào hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ. Thì như thầy có chia sẻ là rất là thiếu thốn, khó khăn và thiếu thốn tâm tình trong cái giai đoạn đất nước chúng ta mới hoàn toàn giải phóng.
thì mặc dù đã hơn 40 năm xa cách, mặc dù bận rộn biết bao công việc, dù gặp nhiều ngăn trở về sức khỏe, về tuổi tác, quý thầy, quý cô và cái đường ngài còn ngại xa xôi, nhưng mà quý thầy cô cũng đã không quản ngại khó khăn để về thăm lại trường xưa, thăm lại trò cũ, thăm lại quê hương Hải Dương mà nơi quý thầy cô đã công tác. Cách đây hơn 40 năm về trước, với điều kiện rất khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học, mái trường còn nhà tranh, tre, vách đất, di chuyển nhiều nơi, nhiều điểm, thiếu bàn ghế, sách vở, tức là thiếu nhiều. Lương giáo viên thì không đủ để sinh sống, đời sống của giáo viên cũng như của nhân dân Hải Dương lúc bấy giờ thì cũng rất là còn khó khăn. Nhưng mà quý thầy cô cũng không quản ngại khó khăn, đã tận tâm dạy dỗ cho con em Hải Dương qua các thế hệ. Và cũng có thể nói rằng quý thầy cô là những người đầu tiên đem cái chữ đến cho Hải Dương sau khi những ngày hòa bình lập lại. Và quý thầy cô cũng là người đầu tiên đặt cái nền móng cho công tác giáo dục xã nhà sau ngày giải phóng. Để thay mặt lãnh đạo xã, chúng tôi xin ghi nhận công lao đóng góp to lớn của quý thầy cô trong công tác xây dựng nền giáo dục của xã nhà. Thì một lần nữa xin thay mặt lãnh đạo địa phương xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô và quý phu nhân, phu quân của thầy cô cũng như là quý cựu học sinh của trường lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc buổi gặp mặt hội ngộ của chúng ta thành công tốt đẹp. Thì ngoài sự lãnh đạo quan tâm của Đảng và Nhà nước thì chúng em tự hào đó là lãnh đạo địa phương của xã Hải Dương đã luôn quan tâm đồng hành hỗ trợ, và ngoài ra đó là các cái thế hệ phụ huynh, và trong đó có những người con của xã Hải Dương, và kể cả sự quan tâm kết nối của cựu học sinh trường của chúng ta. Trong này có một số anh chị có tham gia ở đây thì chúng em rất là vui mừng phấn khởi cái điều đó, và cũng rất mong rằng trong thời gian tới thì nhà trường với sự cố gắng và nỗ lực của mình thì luôn luôn tiếp tục được nhận sự quan tâm đồng hành của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Đảng ủy xã Hải Dương, cũng như các anh chị cựu học sinh hội ở đây. Thì chúng ta đã là học sinh và bây giờ là những phụ huynh thì luôn luôn quan tâm theo dõi đồng hành để cùng nhà trường đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên. Và về buổi họp mặt hôm nay không có gì hơn, thay mặt lãnh đạo nhà trường em xin kính chúc quý thầy cô cựu giáo chức công tác tại xã thầy cô luôn bình an sức khỏe, luôn vui đời yêu cuộc đời để tiếp tục có những buổi ngồi hồi ngộ như ngày hôm nay. Và chúc quý vị lãnh đạo cùng tất cả các anh chị cựu giáo chức cùng sức khỏe bình an hạnh phúc và luôn dõi theo những sự phát triển mới của nhà trường. Hơn 40 năm trôi qua, thầy trò chúng ta mới được gặp lại. Chúng em vô cùng xúc động, bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu, thời cắt sách đến trường lại ùa về với chúng em. Như cầu học trò một những ngày xưa, đái tóc đã bạc, đã thành ông, thành bà, nhưng xưng hô với nhau vật mày cao như tớ. Đứng trước thầy cô, chúng em thấy như mình tệ lại, hồn nhiên thêm, bởi chúng em là học trò. Kính thưa quý thầy cô, nhớ lại ngày quê hương mới giải phóng, tài sản của gia đình chỉ đến đôi, quan cảnh trên vai của cha mẹ sơ tán tản nạn chiến tranh trở về, đồng ruộng hoang vu chứa nhiều bóng đàn, do chiến tranh chúng em phần đông đều bị thất học. Nhờ đảng chính phủ, nhờ thầy cô, việc học tập của chúng em là đi vào nghề nếp đi lên. Tuy đang học cấp 2, nhưng nhiều bạn tuổi đã lớn đã trở thành lao động chính của gia đình. Buổi sáng trước lúc đến trường phải ra đồng bứt gắn cỏ cho trâu hộp xã ăn, kiếm nắm bại điệp đến mùa nhận lúa. Đi học về qua sân đồi, tay ôm vợ vái gắn giúp cha mẹ từng gắn rơm gắn lúa về nhà, đến khuya xóm làng vang tiếng học bài a đê. Đến trường thầy gặp thầy trò rất gần gũi, tiêu mến, gặp thầy kính cẩn chào. Thầy chỉ hơn trò 5-3 tuổi, nhưng vẫn giữ được khoảng cách giữa thầy và trò,
thực hiện đạo lý tôn trọng thầy là đạo đức của con người. Quế theo được những lần đi học, đi thi học sinh giỏi ở trường xa, phải tại quá đêm thầy và trò phải gắn sóc nồi lương thực thực phẩm vượt quá hàng chục km để phục vụ cho việc thi cử. Tuy vất vả đói khổ nhưng tình cảm thầy trò vẫn luôn luôn thắm đượm. Có một số bạn ở Hành Khết để tiếp nhận cái kỳ của thầy cô, hàng ngày phải vượt qua 5-7 km đường đồn cát lằn buốt về mùa đông, nóng bỏng về mùa hè. Quế theo được những năm đất nước khó khăn, chế độ đại ngô của chính phủ đối với thầy cô ít ỏi, đời sống nhiều thiếu thốn, nhưng thầy cô vẫn bám lớp, bám trường vì học sinh thân yêu. Sau trận mưa rào đến tối là những bữa cải thiện bằng thịt cóc, thịt nhái để tăng nguồn làm cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe để thầy cô tiếp tục giảng dạy. Quà tặng cho thầy cô của học sinh và phụ huynh là những rổ sắn, giá hoa, mã rau, giò cà, những đầu tính nhân văn của tiền thầy trò. Giá trị kinh tế không là bao, nhưng thể hiện sự tôn trọng, chia sẻ, biết ơn thầy cô thật chân thành, sâu sắc. Nhưng lúc mùa vụ, cả cô lại đi cậy giúp cho bà con nông dân dưới trời lằn buốt phải ngấm mình trong nước vì đồng sâu ngập úng. Quý thầy cô thật xứng chắc là người giáo viên của nhân dân. Kính thưa quý thầy phố, kính mến, kính thưa quý đại biểu, cứ chuyến đò này rồi chuyến đò khác, quý thầy cô đã cho chúng em những kiến thức cơ bản ban đầu để bước vào đời. Chiến tranh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam của Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế bàn Lào Campuchia để bảo vệ đất nước từ xa. Chúng em phải gác bút nghiêng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của đất nước bàn Lào Campuchia. Nhiều bạn đã trở thành người chỉ huy nơi chiến trận, có bạn ra đi không trở lại quê nhà, cống hiến đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nhưng lúc phục kích đánh giặc, nhưng khi dừng hành quân tạm nghỉ, báo nỗi nhớ giá diết về gia đình, về quê hương, về thầy cô để dồn về trong ký ức của chúng em. Nó thôi thúc cho chúng em phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều bạn để tiếp tục con đường học vấn cao hơn đã trở thành kỹ sư bác sĩ. Có bạn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, hàn gắn lại việc học tập và đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương. Có bạn đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp ban ngành của tỉnh. Nhiều bạn là cán bộ lãnh đạo của phòng ban đoàn thể cấp huyện, cán bộ chủ chốt của xã, thôn hợp tác xã. Nhưng chăn nhân thành đạt, nhiều nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng để tăng năng suất, giá trị cây trồng. Tất cả đều bắt nguồn từ kiến thức ban đầu của thầy cô giảng dạy. Chúng em luôn khắc sâu ơn cao tình nặng của thầy trò đối với chúng em. Kính thưa quý thầy cô giáo, gần 50 năm trôi qua, đối với thế hệ học sinh tính từ ngày quê hương mới được giải phóng, quý thầy cô là những nam thanh nữ tú mới ra tiền tuyến phàm trở về gắn với mặt đất Hải Dương thân yêu này. Nay đã lên chức ông chức bà và chúng em cũng được thành chức bà chức ông. Hai mái đầu đều tóc là bạc bởi thời gian và đường đời xuôi ngược, những tình cảm thầy trò không hề thay đổi và nó lại càng vun đắp thêm bởi thầy đã khắc phục mọi khó khăn trở về thắm tường thắm trò. Như hôm nay đã chứng minh sự tình cảm cao quý ấy đối với chúng em, đối với nhân dân xã Hải Dương. Gặp mặt quý thầy cô hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng em, tạo cho chúng em xích lại gần nhau hơn, thắm thiết tìm bạn, tìm thầy trò. Em kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại biểu dồi dào sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc
giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.